Mến chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình là Thiên Như, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay luôn. Và cái câu chuyện này á, mình được một người anh gửi về cho mình. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn về câu chuyện này. Thì ảnh không có xuất hiện ở trong câu chuyện này đâu. Nhân vật chính ở trong câu chuyện này á, là một chú này, thì Như xin phép đặt tên cho chú hen. Như kêu chú bằng chú Hai đi cho dễ gọi. Thì ông chú Hai này á, là năm đó tầm khoảng 30 mấy tuổi. Ông chú Hai á, là có một người mẹ ở nhà, thì chỉ có hai mẹ con sống vậy thôi, chứ chú Hai á, không có lập thêm gia đình gì hết trơn á. Vào những ngày cuối tuần đông đúc thì chú Hai sẽ đi lên trên núi Cấm bán cà rem, là bán kem đó ha, ở dọc đường trên cái tuyến đường đi bộ, là cho những người dân đi bộ từ ở dưới chân núi đi lên tuốt ở trên, là chú Hai sẽ bán kem ở mé dọc đường cho những người khách họ nực quá họ ghé rồi họ ăn kem. Đó là cái công việc phụ của chú Hai. Còn về công việc chính của ông chú Hai luôn á, là ổng làm cái nghề ổng chuyên đi bắt rắn. Cái nghề bắt rắn này á, ông chú Hai ổng cũng được truyền lại từ một người thầy, là đi bắt rắn là cũng phải học đó nghe. Thì ông chú Hai này á, sau khi mà được truyền dạy thì chú Hai rất là giỏi luôn, giống như là có cốt cách sinh ra để làm nghề bắt rắn vậy đó. Thì ông chú Hai này khi mà mỗi lần ông đi bắt rắn, ông dòm vô trong cái hang thôi thì ông sẽ biết là cái hang này nó có rắn không, còn á, cái loại rắn ở trong này á, là cái loại rắn gì, là chú Hai ông dòm cái là ông biết liền hà. Trước khi mà ông chú Hai cũng ra nghề thì người thầy của chú Hai mới dặn chú Hai vậy nè, là tuyệt đối không có được đi lên trên núi Cấm để mà bắt rắn ở trên đó nghe chưa. Thì ông thầy ổng có dặn vậy đó. Với lại là ông thầy cũng nói như thế này nè, làm nghề cái gì cũng phải cẩn thận một chút xíu, là những cái con rắn mà con mang bầu á, là sẽ không có bắt những cái con rắn đó. Với lại mấy con rắn nhỏ quá thì cũng không có được bắt luôn. Trong cái quá trình mà đi học nghề rắn này á, với ông thầy, thì ông chú Hai á, ổng thường xuyên ổng nghe thầy nói về một con rắn lớn mà cõng ở trên lưng một con rắn nhỏ. Thì khi mà những người đi bắt rắn thấy cái cảnh đó thì đó sẽ là cái ngày cuối cùng trong cuộc đời của những cái người mà theo cái nghề bắt rắn luôn. Thì ông chú Hai khi mà ổng đi học thì ổng thường xuyên là được thầy nhắc lại cái điều đó hoài à. Tới một ngày này, vào ngay cái đợt đó thì mẹ của chú Hai á, là mới bị bệnh nặng. Chú Hai cần rất là nhiều tiền để đưa mẹ đi khám, đi chạy chữa. Mà bây giờ á, xung quanh những cái chỗ chú Hai đi bắt á, hay đi bắt rắn đó, bây giờ chú Hai bắt nhiều rồi, giờ thì không có còn nhiều rắn nữa. Người ta nói là ở trên núi Cấm đó có rất là nhiều rắn luôn. Thì ông chú Hai này ổng cũng biết là ở trên đó rắn thì có nhiều dữ lắm, mà chú Hai không có dám bắt. Một phần là chú Hai nghe lại lời của thầy hồi xưa, thầy dạy chú Hai. Với lại là một phần ở trên núi Cấm này rất là linh thiêng luôn. Người ta nói rằng những con vật mà lên trên núi này hầu hết là lên đây để tu rồi, nên là mình không có được bắt những cái con vật đó. Mình được chia sẻ lại khi mà mình đi lên trên núi ha, mà mình nói cái gì thì cái đó sẽ có hiện thực luôn. Là Như nghe kể là đợt có một cái người, là một cái đoàn khách, trong đó có một cái ông này, ông mới nói là sao không thấy cọp ở trên núi này ta. Thì ông này ông vừa nói xong là ông này ông mới thấy là có nguyên một ông cọp đi lang thang ở trên đi xuống. Cũng may là người ta không có làm gì ổng hết trơn á, chứ không là ổng cũng mệt rồi. Và ở trên núi Cấm này cũng có nhiều người là người ta nhìn thấy những cái ông rắn rất là lớn luôn. Thì có nhiều kênh là đã ghi lại những cái nhân vật mà chứng kiến những cái ông rắn đó rất là lớn luôn. Những điều đó có nghĩa là ở trên núi Cấm này mọi thứ đều rất là linh thiêng. Cũng nhắc nhở mình luôn là mình đi lên trên núi hay mình đi chùa chiền này kia đó, là mình hạn chế mình nói bậy này kia, chứ nói mà lỡ thấy một cái là hết hồn xỉu luôn thì đừng có trách ai nghe. Ông chú hai mặc dù là ông cũng biết ở trên núi Cấm này mọi thứ đều rất là linh thiêng luôn, mà bây giờ cần tiền để chữa trị cho mẹ quá rồi. Để lâu thì bệnh tình của mẹ chú hai càng ngày càng nặng, không có để lâu được. Vì vậy mà cái ngày hôm đó chú hai này ông quyết định ông làm liều luôn. Ông làm trái ý lại với cái lời mà thầy đã từng dạy cho chú hai. Rồi thì bữa hôm đó ông chú hai ổng mới cầm theo đồ nghề của ổng, là ổng cầm theo một cái bao với lại là một ít đồ nghề riêng của chú hai. Ổng mới đi lên trên núi Cấm này, thì ổng mới đi sâu sâu vô trong núi, là chỗ này rừng không à nghe. Ông chú hai ổng mới thấy là ở giữa có nguyên một cái ngôi miếu, mà cái miếu này nó cũ nát rồi, nó bể xi măng này kia ra đồ, nhìn nó hoang tàn dữ lắm, không có ai cắm một cái nén nhang nào vô đó hết trơn á. Nhìn cái ngôi miếu này rất là hiu quạnh luôn. Thì ở cách cái ngôi miếu này tầm khoảng 5-7 mét mới có một cái hang rắn này. Thì ông chú hai ổng mới dòm vô trong cái hang, thì ổng mới biết được là ở trong cái hang này là chắc chắn sẽ có rắn luôn. Và hình dạng của cái hang này cho biết là con rắn ở trong hang sẽ là cái con rắn hổ mây. Không biết là có mấy con ở trỏng thì không có biết đâu. Thì ông chú hai khi mà biết được ở trỏng có rắn rồi, mà thấy cái hang là cũng rộng nha, cái miệng hang cũng khá là bự dữ lắm. Nhìn vô thì thấy sâu quắm mà có điều là đen quá nên cũng không có thấy rõ nữa. Ông chú hai này khi đi bắt rắn là ông sẽ đem theo một ít đồ nghề của ông. Thì cái đồ nghề này sẽ có một cái chất bột. Thì cái chất bột này mình không biết nó là cái gì nha. Thì mình diễn tả nó giống như là cái dạng thuốc ngủ, thuốc gây cay vậy đó. Thì chú này chú mới tét xung quanh cái miệng hang, rồi sau đó là chú lấy cái tay chú dỗ mạnh vô trong cái miệng hang để cho cái chất gây cay đó nó bay vô trong, bay sâu vô trong hang. Thì khi đó một lúc sau chú này chú mới banh cái bao của chú ra, chú để ở trước cái miệng hang. Chỉ có một lúc sau thôi thì từng con rắn ở trong cái hang đó, đầu tiên là có một cái con rắn này nó ra trước. Con rắn này thì có kích thước chắc nặng cũng tầm khoảng 2-3 kg, mà cái con này là cái con nhỏ nhất luôn nha. Thì cái con rắn này là bò ra trước, nối theo đuôi của con rắn này là cứ ra liền vậy đó, ra thêm 3 con nữa. Thì khi này tổng cộng đã là có 4 con rắn rồi. 4 con rắn này rất là bự, rất là mập luôn. Thì ông chú hai ông nói là 4 con rắn này nặng đâu tầm khoảng 10 kg hơn luôn á, rất là mập. Thì chuyến này là ông chú hai ông nghĩ là ông vô mánh rồi, lụm tiền ngon lành rồi. Sau khi mà 4 con rắn đã chui tọt vô trong bao rồi thì mình cũng không biết cái chất bột này là cái gì hay quá ha. Người ta làm vậy mà dẫn những con rắn này nó ngoan ngoãn chui từ trong hang chui ra vậy luôn. Đúng là cái nghề bắt rắn này cũng hay thiệt. Sau khi mà bắt hết 4 con rắn nó xong bỏ vô bao thì ông chú hai ổng mới lấy cái dây ổng cột lại. Khi này đợi hoài không có còn con rắn nào đi ra nữa hết trơn. Chú hai ổng mới nghĩ chắc là hết rắn rồi, mà thấy cái hang thì cũng còn rộng. Ông chú hai ổng liền khum xuống để ổng kiểm tra. Khi mà khum xuống là con mắt của chú hai là nằm ở ngay cái miệng hang luôn. Thì khi chú hai nhìn vô, chú hai mới thấy tự tuốt ở trong là mới đầu là thấy đen thui rồi nha. Chú hai nghĩ chuyến này chắc là hết rồi. Nhưng mà chỉ vừa khi chú hai chuẩn bị rời đi thì chú hai mới thấy là có nguyên một cái con rắn bự. Cái con rắn bự này nó có cái màu sáng dữ lắm nha, cũng là cái dòng rắn hổ mây đó luôn, mà có cái màu nó sáng rực luôn. Mà người của con rắn hổ mây này có nguyên cái phần đầu khá là bự. Thì con rắn này mới chui từ từ ở dưới hang sâu mới chui ra. Thì chú hai khi này con mắt của ổng đang dòm vô. Điều này có nghĩa là mặt của chú hai đang đối đầu trực diện với loại là con rắn hổ mây này luôn. Thường là những cái dòng rắn hổ có cái nọc độc rất là dữ luôn. Nhiều khi chỉ có là 1 mg thôi có thể giết chết được một con voi luôn. Mà mấy con rắn nó có điều nó hay gì nè, không phải là nó cắn vô mới là tiêm nọc độc được đâu, mà nó có nhiều cách là nó sẽ phun độc đó. Khi cái chất độc mà thấm vô da vô mắt của con mồi thì là cũng bị trúng độc như thường nha. Còn ông chú hai hồi này là cái mặt của ổng đang đối diện trực tiếp với nguyên con rắn hổ mây này rồi. Mà cái con rắn hổ mây này nó bự dữ lắm. Ông chú hai ổng nói là con rắn này chắc bự tầm khoảng 6 kg luôn á. Nhìn cái mình của con rắn này thấy nó bự chảng luôn. Mà có điều ông chú hai này hồi nãy ông mới để ý là ở trên lưng của con rắn hổ mây này là có cõng theo nguyên một con rắn nhỏ, nguyên một cái con rắn màu đỏ, nó nhỏ xíu à nghe, mà nó màu đỏ. Ở trên lưng của con rắn màu đỏ này là có một cái bờm giống như là bờm ngựa gì đó, nó cũng màu đỏ luôn. Chết rồi, nhìn cái cảnh tượng này, ông chú hai ông biết ngày tận thế của mình hay gì đây nữa rồi, là ông chú hai ông nghe kể hồi đó giờ, mà đây là lần đầu tiên ông chú hai ông thấy luôn. Vừa khi ông chú hai ông thấy con rắn bự đó cõng ở trên lưng là cái con rắn nhỏ màu đỏ đó, thì ông chú hai khi này cả người của ổng cứng đơ luôn, không có nhúc nhích gì được, giống như là bị ma đè vậy đó, cứng ngắt người luôn, không có cử động ngoe quẩy gì được luôn. Ông chú hai ổng mới nghe gì nè: hôm rày mày bắt cháu tao, bữa nay mày còn bắt tới con cái tao nữa, tao thấy như vậy tao mới lên đó. Thì ông chú hai này khi đó là cái miệng của ông mở không có ra được nha. Ông chú hai ông mới nói ở trong lòng của ông gì nè, thì ông chú hai ông mới xin tha, tại vì ông biết là mình đã gặp rồi. Thì ông chú hai ông mới nói trong lòng: dạ con xin lỗi, tại nay mẹ của con bệnh dữ quá, con phải ráng con đi làm, con ráng con bắt rắn vậy nè, để con có tiền con lo cho mẹ con chạy chữa. Chứ con biết ở trên núi này là những ông đi tu hết trơn rồi, con biết là con không có nên lên trên đây. Dạ cho con xin tha lần này nghe. Là khi đó ông chú hai ổng chỉ nói thầm thầm ở trong miệng vậy thôi, chứ không có nói lớn ra luôn nghe. Sau khi ông chú hai ổng nói dứt lời thì ổng mới thấy lại cái con rắn đỏ ở trên cái con rắn bự đó đó. Thì con rắn đỏ này cái đầu của nó mới quái quái nhúc nhích qua lại. Thì ông chú hai mới nghe tiếp: thôi mày đừng có qua mặt tao, cái gì tao cũng biết hết trơn á, mà thôi tao tha cho mày, mày thả hết con cái tao ra đi. Với lại tao nói cho mày, từ nay là không có được đi theo cái nghề bắt rắn này nữa nghe chưa. Mày mà còn bắt con rắn nào nữa là tao cho mày chết không có toàn thay nghe. Nói tới đây thì ông chú hai này trong lòng của ông dạ dạ liên tục luôn. Ông dạ ông cảm ơn. Ông chú hai ông mới thấy là cái con rắn lớn này mới bắt đầu là lùi ngược vô trong hang, sau đó là khuất dần ở trong bóng tối luôn. Rồi thì khi này là ông chú hai tay chân của ổng mới được thả lỏng ra rồi nghe, ổng mới hoạt động lại được. Thì ổng bắt đầu ổng thở gấp, ổng rất là sợ. Rồi thì liền sau đó luôn, ông chú hai ổng mới gỡ mấy cái bao mà đựng 4 con rắn nó ra. Thì ông chú hai ổng gỡ liền cái bao đó và 4 con rắn khi này mới chui ngược vô trong hang. Thì ông chú hai ổng thấy vậy thì trong lòng cũng tiếc dữ lắm, tiền của mình vừa rời từ trong bao chạy ra mà ông chú hai ông cũng tiếc lắm. Nhưng mà thôi, từ đó về sau là ông chú hai ông cũng bỏ hẳn luôn cái nghề mà đi bắt rắn này. Chú hai ông cũng biết là bắt rắn này thì cũng tội dữ lắm, mà do kế sinh nhai nên là ông chú hai ông làm. Tới cái bữa nay ông lên tận tuốt ở trên núi Cấm này để mà ông bắt rắn, thì ông đã gặp một cái ông rắn như vậy. Thôi bây giờ sợ quá, ông chú hai ông bỏ nghề luôn để mà hồng bảo toàn tính mạng. Chứ mà bây giờ ông chú hai ông bắt thêm một con rắn nào nữa chắc là bị chết hộc máu luôn, chứ không phải vừa đâu. Dạ đó là một cái câu chuyện tâm linh xảy ra ở trên núi Cấm mà do chú hai này đã từng trải qua như vậy ha. Có nhiều bạn là có thể là các bạn không có tin vô những cái chuyện tâm linh, nhưng mà thực sự như trước đây Như đã từng là một người hoàn toàn không có tin vô cái chuyện tâm linh, cho tới khi mình trải qua những cái sự việc thì chính mình là người đã từng gặp ma nè, rồi mình đã từng thấy những cái người xung quanh mình họ xảy ra những câu chuyện tâm linh. Thì tới bây giờ là Như mới là một cái người hoàn toàn tin vô cái chuyện tâm linh luôn. Và đó là cái câu chuyện thứ nhất, kể về một lần mà ông chú hai ổng đi bắt rắn và nguyên nhân khiến cho chú hai phải bỏ nghề luôn như vậy ha. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái câu chuyện thứ hai. Thì cái câu chuyện này mình được chị này chị kể lại cho mình. Thì chị không có biết câu chuyện này đâu, mà chị nghe bà nội của chị kể lại. Thì vào cái thời bà nội của chị ở trong cái xóm đó, thì bà nội chị đã chứng kiến hết cái câu chuyện này từ lúc đầu cho tới lúc kết thúc luôn, nên bà nội rất là hiểu rõ về cái câu chuyện này luôn. Nhưng mà bà nội không có xuất hiện trong câu chuyện nha, mà người xuất hiện ở trong câu chuyện này là một người trong xóm của bà nội. Mình đặt tên cho chị này là chị Ba đi ha. Thì mình kêu cái tên là chị Ba vậy thôi, chứ chị này là một cái người con gái duy nhất ở trong gia đình này. Thì ba mẹ của chị Ba là cũng rất là nghèo. sau này đẻ ra chị ba rồi thì hai người cũng ráng nuôi nấng chăm sóc cho chị. Được một thời gian, khi mà chị ba này lên 5 tuổi thì ba của chị ba đã qua đời, chỉ còn lại mẹ chị là nuôi nấng chăm sóc chị thôi. Nhưng mà do gia đình của chị ba nghèo dữ lắm, mẹ của chị ba thường xuyên là phải đi làm rất là nhiều công việc, tự đi làm thuê, làm mướn cho người ta, cái gì cũng làm hết trơn á, để mà có tiền cho hai mẹ con ăn uống. Mẹ của chị ba thì rất là thương chị luôn. Nhưng mà có điều chị ba này chị lại là một cái người con không có tốt lắm. Chị ba này là chị thường xuyên chị trả treo, chị cãi lời mẹ của chị. Với lại là khi mười mấy tuổi đã bắt đầu chị biết đi ăn chơi liêu lỏng rồi nha. Tới cái năm đó là năm chị được 22 tuổi, thì khi này chị cũng không có chồng, không có con gì đâu. Do chị nổi tiếng vậy ai đâu mà chịu cho con trai đi hỏi cưới chị. Ở cái năm 20 mấy tuổi này, chị ba có gặp một cái anh này. Anh này là Việt kiều ở bên Úc. Lâu lâu ảnh mới về Việt Nam một lần. Trong cái lần mà anh này ảnh về đây đã gặp chị ba này, hai người đã từ từ phát sinh tình cảm yêu thương nhau. Rồi trong khoảng một thời gian ngắn thì anh này ảnh đã đi ngược về nước ngoài. Sau khi anh này ảnh đã về bên Úc được 1 tháng rồi thì bên đây là chị ba này chị cảm thấy cơ thể của chị có nhiều phần thay đổi. Sau đó thì cũng mới phát hiện là chị ba này chị đã mang thai rồi. Thì khi cái lúc mang thai này thì chị ba chị rất là bực bội luôn. Chị muốn bỏ đứa nhỏ dữ lắm. Tại vì không có ngờ là trong một lần ăn chơi vui vẻ vậy thôi mà chị ba này lại có em bé như vậy, trong khi là chị còn không muốn có con luôn. Tại vì bây giờ ba của đứa bé đã đi ngược chị bên Úc rồi, đâu có liên lạc liên hệ gì được nữa đâu, mà giờ có con này sao chị nuôi. Chị rất là muốn bỏ đứa nhỏ này luôn. Với lại là tuổi chị nói là chị còn ăn chơi vui lắm, chưa có muốn có con đâu. Còn về cái chị ba này nha, mặc dù chị là một cái người không có tốt tính với mẹ như vậy, mà bù lại thì chị ba có một cái nhan sắc rất là xinh đẹp luôn. Chị ba này cái tướng của bà thì cao ráo mảnh khảnh, mắt mũi miệng gì á, cái đường nét nào đều ra đường nét đó, nhìn rất là xinh đẹp luôn. Mặc dù chị này chỉ hay thích đi chơi bời vậy đó, nhưng mà cái kiểu ăn mặc của chị á, thì chị mặc đồ giống như là một cái cô thục nữ vậy đó, mới nhìn sơ là không có ai biết đâu. Rồi thì sau khi mà mang bầu đứa nhỏ này, chị muốn bỏ như vậy, nhưng mà mẹ của chị ba thì lại quyết định là ngăn cản chị, ngăn cản rất là dữ dội để cho chị không có được bỏ đứa nhỏ này. Tại vì bỏ đứa nhỏ thì tội dữ lắm. Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, tới ngày mà chị sinh cái đứa nhỏ này thì chị cũng đẻ ra thôi. Khi mà đẻ ra thì đây là một cái đứa nhỏ, là một bé gái nha. Khi mà chị vừa đẻ xong là bắt đầu chị nằm chị nghỉ ngơi, chị không có hề cho đứa nhỏ bú, cũng không có hề ngó ngàng gì tới nó luôn, không có chăm sóc cái đứa nhỏ này dù chỉ là 1 tiếng đồng hồ luôn á. Mặc dù là con mình đẻ ra vậy đó chứ chị ba không có tình cảm gì với đứa nhỏ này hết trơn á. Chỉ có mỗi bà ngoại là mẹ của chị ba đó, là bà ngoại chăm lo cho đứa nhỏ này ha, chăm sữa tã, chăm sóc cho đứa nhỏ giống y chang là con của mình vậy đó. Đã hồi trước đẻ con ra mình đã chăm sóc con lần rồi, bây giờ tới cháu ngoại của mình mà con mình nó không nuôi, mình lại phải còng lưng ra và chăm sóc đứa cháu ngoại này một lần nữa luôn. Nhưng mà bà ngoại cũng không có hề oán trách gì hết trơn nha. Bà ngoại rất là yêu thương, chăm sóc cho đứa cháu ngoại này luôn. Mặc dù ở trong xóm người ta cũng gièm pha rất là nhiều, nhưng mà thôi bà ngoại cũng kệ, không có quan tâm luôn. Cũng thương con gái mình và thương đứa cháu ngoại này rất là nhiều. Bà ngoại đã hy sinh cả đời này vì chị ba rồi, bây giờ hy sinh thêm chút nữa vì đứa cháu ngoại này thì bà ngoại cũng không có cảm thấy tiếc gì hết trơn á. Rồi thì sau khi mà đẻ đứa nhỏ này á, được 1 tuần lễ thì chị ba này bắt đầu là cuốn gói, gom dọn quần áo nha, là chị mới bắt xe đi lên trên Sài Gòn để mà chị lên đó chị làm. Chị nói với mẹ chị vậy thôi đó, chứ chị đi đâu á, thì mẹ của chị không có biết. Rồi thì chị cứ vậy mà chị đi thôi. Chị đi được tầm khoảng 2 tháng sau á, thì bữa hôm đó là thấy chị ba này, chị trở về nhà. Mà chị về nhà nha, là thấy chị ăn mặc rất là sành điệu, quần áo là có vẻ xài đồ mắc tiền hơn rồi, đeo trang sức đồ cũng quý giá nữa. Thì chị ba mới cho mẹ một cái số tiền khá là lớn, thì cho tiền mẹ vậy đó. Thì chị ba mới nói với mẹ, ngày mai là con dẫn gia đình của người yêu con xuống coi mắt gia đình mình. Ngày mai mẹ coi mẹ giấu đứa nhỏ giùm con nha. Đó là chị ba này, ngày mai là bà sẽ dẫn gia đình của người yêu bà từ Tước trên Sài Gòn về đây để mà thăm nhà của chị ba này. Và một điều nữa là chị ba này không có muốn, cái bên gia đình của nhà trai đó là không có muốn nhìn thấy cái đứa nhỏ này. Rồi thì qua tới ngày hôm sau, mới sáng sớm là chị dọn dẹp nhà cửa rất là sạch sẽ, nhờ mẹ đi ra ngoài chợ để nấu nước mua đồ ăn ngon về để đãi cho gia đình người yêu của chị ba này. Tới tầm khoảng 9 giờ thì mới có một chiếc ô tô đậu ngoài đầu đường á. Sau đó bước xuống xe là thấy có một cái người phụ nữ cũng chạc gạc tuổi, cỡ tuổi của mẹ chị ba. Với lại là một cái anh này, anh rất là đẹp trai luôn, ăn mặc cũng lịch sự khôi ngô. Còn về đứa nhỏ, mẹ của chị ba nghe theo lời chị đã để đứa nhỏ ở trong buồng. Thì cái buồng này là dạng giống như là một cái phòng ngủ riêng vậy đó, là bỏ đứa nhỏ này ở trong buồng để cho là bên gia đình của người yêu á không có nhìn thấy đứa nhỏ này. Sau khi mà hai bên gặp nhau nói chuyện cũng rất là niềm nở. Còn ở bên phía người yêu của chị ba này, mình đặt tên anh này bằng anh Phát đi ha, mình kêu bằng anh Phát. Thì anh Phát này lớn hơn chị ba chỉ có 3 tuổi thôi. Nhà anh Phát thì ảnh làm kiến trúc sư, ba mẹ của ảnh rất là giàu có luôn. Ảnh là một cái người được học hành tử tế đàng hoàng, gia thế của ảnh thì cũng rất là giàu có luôn. Còn về phần mẹ của anh Phát này thì xuất thân của mẹ anh Phát là hồi trước quê của mẹ ảnh là cũng ở dưới miền Tây đó. Rồi sau này hai vợ chồng ba mẹ của anh Phát mới lên Sài Gòn lập nghiệp thì mới có được cái cơ ngơi như vậy. Nên bây giờ là mẹ của anh Phát nhìn thấy gia đình của chị ba này, thấy nhà nghèo nhà lá vậy thì mẹ của anh Phát rất là thương luôn, chứ không có hề tỏ ý chê bai gì hết trơn mà ngược lại còn rất là yêu thương. Về vậy đó còn gửi cho mẹ của chị ba, với lại là cho chị ba thêm tiền xây sửa là nhà cửa, chứ nhìn cái nhà thấy thương quá à. Đó là ở bên gia đình của anh Phát rất là được vậy luôn nha. Hai bên gia đình nó mới nói chuyện qua lại với nhau thì mẹ của anh Phát mới hỏi mẹ của chị ba là tình hình sức khỏe của chị sao rồi. Tại vì bé ba nó nói với em là chị bị bệnh gì cũng nặng dữ lắm phải không. Thì nghe tới đây là mẹ của chị ba nghe cũng hết hồn. Thì mặc dù là mẹ của chị ba cũng có bệnh ở trong mình á, mà chỉ là bệnh cảm lên cảm xuống hoặc là bị viêm son, bị mấy cái bệnh nhẹ nhẹ thôi, chứ đâu có tới cái mức gì đâu mà bệnh nghe nó nặng dữ lắm, nghe thấy ghê quá. Thì hồi này á là chưa có kịp để mẹ của chị ba trả lời đâu, mà chị ba bả nhảy vô bả trả lời luôn. Bả mới nói là mẹ của chị bị thận, nó rất là nặng rồi. Nghe vậy là ở bên gia đình của anh Phát càng đồng cảm, càng thương gia đình của chị ba này hơn nữa. Đó là chị ba này bà nói dối một cách trắng trợn vậy luôn đó. Bà chị ba này bà sẵn sàng để cho mẹ mình có thể bị những căn bệnh mà nghe đau đớn vậy luôn á. Mặc dù là mẹ không có bệnh đó nghe, mà còn nói cho có bệnh vậy nữa đó. Rồi trong lúc hai bên gia đình nói chuyện thì hồi này chị mới nghe lên một tiếng e. Nghe là cái tiếng khóc của đứa con chị đang ở trong buồng á. Thì hồi nãy á là anh Phát ảnh nghe, ảnh mới hỏi ủa nhà mình có con nít hả em. Thì chị ba này chỉ nói không có, chắc là con mèo nó kêu á, để em vô em coi nó kìa. Thì khi này á là chị ba bả bước thẳng vô trong buồng luôn nha. Bả thấy đứa nhỏ đã tỉnh giấc rồi, đứa nhỏ này đang chuẩn bị là khóc ngoe ngoe. Thì chị ba bả sợ khóc nữa thì ở bên nhà của anh Phát sẽ phát hiện ra. Thì bà chị ba này bả mới bịt miệng đứa nhỏ lại, bả bỏ vô trong cái tủ quần áo á. Có một cái tủ quần áo bằng cây thì mới bỏ đứa nhỏ vô trong đó ha, bịt chặt miệng của đứa nhỏ này tới khi mà nó im thì thôi. Thì một lúc sau là đứa nhỏ này nó im re luôn, nó nghĩ có khóc rồi và nó cũng nghĩ có thở luôn rồi. Mà khi đó thì chị ba không để ý đâu, cứ thấy là đứa nhỏ này nín khóc rồi thì ok, chị mới đóng cái cửa gỗ đó lại. Sau đó chị đi ra ngoài, chị tiếp gia đình của anh Phát nữa, chứ không có hề để ý tới đứa nhỏ đó luôn. Khi đó thì chỉ có mỗi bà ngoại là mẹ của chị ba đó, bà ngoại cứ cảm thấy là sốt sắng không à, mà chị ba cứ giữ mẹ lại, kêu mẹ dọn cơm nước ra cho nhà của anh Phát ăn đi. Thì mẹ của chị ba cũng làm theo, cũng dọn cơm nước ra ăn uống này kia đồ xong hết ha. Thì gia đình của anh Phát cũng lên xe và trở lại Sài Gòn. Thì khi mà mẹ với lại là anh Phát vừa rời đi thì bà ngoại liền chạy vô trong phòng để kiểm tra coi đứa cháu ngoại mình nó như thế nào rồi. Thì khi mà vô là thấy nguyên cái nồi, không có thấy đứa nhỏ trong cái nồi. Thì bà ngoại mới lên tiếng, bà ngoại hỏi: "Ủa ba, cháu ngoại tao đâu rồi?" Thì chị ba ở ngoài này bà mới trả lời dửng dưng, bà mới nói: "Con để trong tủ quần áo, mẹ lấy ra đi." Khi này bà ngoại nghe vậy bà ngoại hết hồn rồi, bà ngoại mới chạy lại chỗ tủ quần áo, mở cái tủ ra thì thấy đứa nhỏ mặt mày đã tím tái rồi, hơi thở của đứa nhỏ cũng không có còn nữa, tay chân của nó thì cũng đâu có còn nhúc nhích cử động gì nữa đâu. Tại vì do hồi nãy bà bóp cái miệng đứa nhỏ vô tình là cái tay của mình bự quá, mình bóp luôn cái mũi của đứa nhỏ, không có thở được nên đứa nhỏ này đã chết như vậy, chết do chính tay mẹ ruột của mình đẻ ra. Khi mà thấy cái cảnh đó là mẹ của chị ba, bà hết hồn hết vía hết trơn, liền ẵm ra cho chị ba coi. Thì ẵm ra là đứa nhỏ tay chân đã không còn cử động rồi, hơi thở cũng còn luôn. Thì chị ba này chính bả cũng giật mình, không lẽ do nãy lố tay quá mình làm chết đứa nhỏ hay gì ta, là trong lòng bà chị ba này nghĩ vậy đó. Còn mẹ của chị ba thì khóc lên khóc xuống, ôm chặt lấy đứa nhỏ này luôn. Rồi sau đó thì chị ba này cũng không có nói nhiều, cũng kệ luôn, vô tâm tới mức đó luôn á. Mình vừa giết chết một mạng người mà mình lại không có thái độ gì vậy hết trơn á, quá là tệ bạc cho cái bà chị ba này rồi. Và chị ba này mới bắt đầu là bà gom quần áo chuẩn bị là bà đi lên Sài Gòn nữa. Sau đó thì cũng bắt xe đi thẳng lên trên Sài Gòn luôn, không có quan tâm là mẹ của mình với lại là đứa con của mình như thế nào cả. Sau khi mà đứa nhỏ đã chết rồi thì bà ngoại mới có đào một cái hố nhỏ, đào một cái mộ nhỏ để mà chôn đứa nhỏ này. Bà ngoại cũng đi ra ngoài mua một cái quách nhỏ làm cái quan tài đó để bỏ đứa nhỏ vô, rồi làm an táng tại nhà cho đứa nhỏ. Cũng không có cúng kiến cái gì linh đình đâu, do nhà của bà ngoại là cũng khá là nghèo, tiền bạc hồi sớm là ở bên gia đình của anh Phát cho, thì chị này chị đã lấy lại hết trơn rồi, chỉ để lại một chút tiền đi chợ cho bà ngoại mà thôi, chứ có nhiêu là chị ba này bà lấy hết trơn rồi. Sau khi mà chị ba này bà đi lên trên Sài Gòn, bà đi đâu có thèm gọi điện liên hệ về hỏi tình hình ở nhà mẹ mình sao rồi, đâu có hỏi đâu. Đi bặt hơn một tuần thì chị ba này bà trở về. Cái lúc mà bà đi về nhà là bà có dắt theo một cái ông thầy này, nhìn cái cách mặc đồ của ổng là biết một ông thầy bùa liền hà. Thì vừa chạy vô không có hỏi han mẹ mình gì hết trơn á, chị ba chị mới hỏi vậy nè: "Bà chôn cái đứa nhỏ ở đâu rồi?" Thì vừa nghe như vậy là bà ngoại cứ tưởng là con gái của mình kêu ông thầy này về để mà cầu siêu cho đứa nhỏ. Thì bà ngoại cũng chỉ ra mé sau giường là chỉ cái chỗ đó là chôn đứa nhỏ đó. Thì khi này là cái bà chị ba này bà mới dắt ông thầy đi ra mé sau giường. Thấy ở phía sau là có một cái ngôi mộ nhỏ ở phía sau, thì dòm cái là biết cái ngôi mộ của con bà liền rồi. Thì khi này mới chỉ cho ông thầy, mới nói vậy nè: "Thầy làm đi." Mà nói với cái giọng rất là giận dữ, rất là quạo luôn. Bà ngoại thấy vậy thì bà ngoại cũng chạy ra theo. Thấy ông thầy này làm bùa làm chú, rồi có cắm mấy cái cây tre nhỏ lên trên cái mộ của đứa em bé này nữa. Thì thấy vậy chứ là bà ngoại đâu có biết là ông thầy này đang làm gì đâu. Sau khi mà thấy vậy rồi bà ngoại mới hỏi chị ba: "Ủa con làm gì vậy?" Chị ba bà mới nói là: "Cái con nhỏ này nó quậy quá trời quậy rồi, tôi làm cho nó nghỉ quậy đó chứ gì mà bà hỏi." Đó là bà chị ba này bà trả lời với giọng mất dạy vậy đó. Sau khi mà làm xong thì chị ba này cũng cùng với ông thầy đi một cái déo lên luôn, không có thèm ở nhà lại một chút nào để mà uống nước hay là hỏi han mẹ của mình, không hề luôn. Còn về cái sự việc á, mà tại sao á, bà chị ba này bà trở về chị dắt theo một cái ông thầy như vậy, thì chuyện là sau khi mà gia đình của anh Phát đi về dưới nhà xong thì anh Phát đi trở về Sài Gòn, chị ba bà cũng đi lên Sài Gòn ở chung với anh Phát ở trển đó. Tại vì nhà của anh Phát là cao lớn rộng rãi, ở nhà có rất là nhiều người giúp việc luôn, ở đó thì sướng dữ lắm, nên chị ba bà cũng dọn tới đó để bà ở. Nhưng mà trong cái lúc mà cái bà chị ba này ở cùng với anh Phát thì anh Phát ảnh mới nói là đêm ảnh ngủ thì ảnh nói là có ai bò trên đầu của ảnh, có một ai đó cứ nắm lấy tóc của ảnh, nắm lấy cái mớ tóc mai của ảnh mà giật giật hoài à. Mà trong khi ngủ là chỉ có hai người ngủ chung với nhau thôi, chứ đâu có ai đâu mà giật tóc ảnh vậy. Và có một cái điều này nữa là mỗi đêm khi mà hai người ngủ chung với nhau là ở phía cuối giường, do ở nhà của ảnh là nhà cũng giàu có mà trang trí rất là nhiều kiểu cọ này kia, thì ở dưới cuối giường của ảnh mới có trang trí là một cái chậu hoa hồng để dưới đó vậy đó. Mà cái chậu này nó rất là mắc, cái chậu này là dạng như là cái chậu mà đấu giá để có thể mua được vậy đó. Cứ buổi tối mà hai người nằm ngủ ngang thì cái chậu này không biết làm sao, trong phòng làm gì có gió đâu mà cái chậu này nó tự rớt xuống, nó bể tan tành luôn. Thì mỗi ngày ngủ là đều rớt một cái chậu xịn như vậy, cứ mỗi cái chậu vậy là rất là nhiều tiền luôn, cứ ngủ ngày nào cũng bể cái chậu vậy đó. Trong khi là không có ai làm rớt cái chậu, không có ai đụng tới, cũng không có con chuột hay là con gì da vô trong cái chậu đó hết. Mà cứ đúng là 10 giờ rưỡi tối thì cái chậu đó để ngay vị trí đó sẽ tự rớt rồi bể vậy đó. Tới mấy ngày sau thì ở nhà của anh này cũng không có trang trí, không có để cái chậu ngay đó nữa, nên là cái chậu ở ngay vị trí đó sẽ không có bị rớt bể nữa. Mà thay vào đó những cái chậu hoa nào mà được trang trí trong phòng là cứ tự nhiên đúng 10 giờ rưỡi là sẽ rớt xuống rồi bể vậy đó. Không những vậy mà anh Phát này có những ngày mà ảnh nằm ảnh ngủ thì trong giấc mơ của ảnh, ảnh mới thấy một cái đứa nhỏ. Thì có một cái đứa nhỏ nhỏ xíu mà nó đang nằm ngửa mà nó đang khóc thé lên vậy đó. Rồi một lúc là cái đứa nhỏ này nó trở mình lại, giống như là nó biết bò luôn. Mà trong khi là đứa nhỏ này nhìn nó nhỏ xíu à, nó nhỏ cỡ 2-3 tháng vậy đó, mà nó lại có thể bò. Mà cái mặt của đứa nhỏ này lúc mà anh Phát anh nhìn thấy trong giấc mơ là con mắt của đứa nhỏ này nó trắng giả hết nguyên con mắt luôn, không có tròng đen gì hết trơn, chỉ có màu trắng. Mà cái mặt của đứa nhỏ thì xanh lè. Đứa nhỏ này vừa bò tới người của anh Phát, nó vừa phát ra những cái tiếng cười kinh dị cực kỳ luôn. Thì sau khi mà chị ba được anh Phát kể lại vậy là chị ba biết rồi, cái vong hồn của đứa nhỏ con gái của mình đó, nó hiện ra để mà nó hù dọa anh Phát như vậy luôn. Tiếp theo nữa, có cái bữa đó hai người đang ngủ chung với nhau thì tới bữa tối tự nhiên là anh Phát anh cười phá lên, anh mới nói nhột quá, anh mới cười há lên. Rồi sau đó thì hai người đều bị tỉnh giấc, do là cái anh này anh nói có ai đó chọt lét cái chân ảnh, nhột quá anh chịu không nổi, ảnh mới cười lớn lên vậy. Rồi thì trong một tuần liên tục là anh Phát này cứ thường xuyên là trong giấc ngủ hoặc là trong những tình huống này sẽ bị hù, bị chọc ghẹo, bị khều, bị chọc vậy đó. Còn cái chậu bông trong nhà 7 ngày là bể 7 cái chậu rồi, nên là chị ba bà mới quyết định để bà đi về quê, bà kêu ông thầy trấn yểm ngôi mộ của cái đứa con nhỏ của chị ba này như vậy. Không ngờ một người mẹ ruột mà có thể làm cái chuyện đó với con của mình luôn ha. Quả thiệt là sau khi mà ông thầy này về làm bùa làm phép cắm mấy cái cọc tre xuống với cái mộ của đứa em bé nhỏ này thì thiệt sự là anh Phát là anh đã ngủ ngon. Mà anh ngủ ngon đâu tầm khoảng 2 bữa. 2 bữa đó là không có xảy ra chuyện gì hết nghe. Mà sau 2 bữa thì bắt đầu là anh này ảnh có những cái triệu chứng là ảnh bị loại giống vậy nữa. Anh Phát ảnh trở nên là ảnh thường xuyên ảnh giận dữ, ảnh thường xuyên là ảnh la mắng trách móc chị ba này rất là nhiều thứ. Hai người mâu thuẫn diễn ra hoài cãi lộn rồi rất là dữ luôn. Thì chị ba này thấy là anh Phát này bắt đầu có những cái hiện tượng gì nữa rồi nghe, cũng nghi thì liền trong cái ngày hôm sau là chị ba bà trở về quê nữa. Thì khi mà đi về quê thì thấy lại là những cái lỗ mà hôm bữa ông thầy ông cắm cái cọc xuống, ở dưới đó là không có thấy gì hết trơn á. Chị ba chị mới hỏi: "Mẹ ơi, bà làm cái gì vậy? Bà có ra đây bà làm cái gì ngoài cái mộ của nó không?" Nghe con cái của mình quát trời vậy đó. Bà ngoại mới đi từ trong nhà đi ra, thì bà ngoại cũng nói nhỏ nhỏ, nó nhí nhí: tao biết mày hôm bữa là mày trấn yểm nó phải không? Mày tính cho nó không có đầu thai được luôn phải không? Mày làm gì mà mày ác dữ vậy ba? Tao đó, tao gỡ mấy cái cọc của mày tính trấn yểm nó gì, tao gỡ ra đó. Thì biết được là mẹ của mình đã gỡ những cái cọc đó ra, thì vong hồn của đứa nhỏ này đã được thoát ra, nên là lại tiếp tục quậy phá anh Phát như vậy nữa. Lý giải nguyên nhân mà tại sao đứa nhỏ này nó không có quậy phá được mẹ nó, bởi vì là chị này chỉ có đeo những cái sâu chuỗi mà chị được ông thầy này ông cho, đeo những sâu chuỗi đó nên là đứa nhỏ này không có lại gần chị được, mà cứ đi theo anh Phát để mà chọc ghẹo anh hoài vậy đó. Khi mà biết được là cái thực bùa ông thầy ông làm ra đã bị phá giải rồi, thì chị điên tiết lên hen. Chị bắt đầu là chị lại chị đạp mồ đạp mã của đứa nhỏ này. Do cái ngôi mộ của đứa nhỏ khi đó chỉ được xây bằng đất thôi, rồi có một cái bia nhỏ nhỏ dựng lên, thì chị ba chị mới lại chị đạp đổ cái bia mộ, rồi chị đạp lũng xuống những cái phần đất mà đắp lên mộ cao cao đó, chị đạp nát hết luôn, nhìn tung té vậy đó. Thì thấy cảnh đó là bà ngoại mẹ của chị ba đó mới phóng lại hen, che chắn cho cái ngôi mộ, thì vô tình là chị ba này đã đạp lên người mẹ của mình luôn. Thôi thấy mẹ của mình ra sức bảo vệ ngôi mộ này dữ quá, chị cũng bỏ chị đi luôn. Chị đi biền biệt cho tới 2 tháng sau thì chị quay trở về. Cái lúc này nhìn chị có vẻ là giống như điên điên khùng khùng dại dại vậy đó. Tóc của tay của chị thì bù xù rối ren, ăn mặc ở trên người thì mặc một bộ đồ y chang là cái người ăn mày vậy đó, mặt mũi thì cũng lấm lem vậy đó. Kể về cái sự việc mà đã xảy ra ở trong 2 tháng qua, anh Phát á, ảnh ở trên nhà của ảnh, mà mẹ của ảnh cũng ở chung nhà luôn mà, nên thấy con trai của mình càng ngày càng có những cái biểu hiện trở nên hung hăng, kỳ lạ quá. Thì mẹ của anh Phát mới đi coi thầy, thì thầy mới nói là có một cái dông nhi đang đeo bám anh Phát, và cái dông nhi này mang trong mình một cái nỗi niềm rất là thù hận, rất là giận dữ luôn. Rồi thì sau đó là ông thầy nào ông cũng nói hết với lại là mẹ của anh Phát luôn. Khi mà biết được những cái căn nguyên, những cái sự thật vậy á, thì mẹ của anh Phát mới cản, không có cho anh Phát là quen cái người đó nữa. Rồi anh Phát này mới đầu nghe mẹ của mình nói thì ảnh chưa có tin đâu, đâu có nghĩ là người mình yêu lại là một người con gái xấu tính xấu nết vậy. Ảnh mới cho người cho thám tử đi về quê của chị ba này để điều tra. Không điều tra thì thôi, tới khi mà biết chuyện rồi thì anh này chính ảnh còn dở lẻ luôn. Ảnh rất là ngạc nhiên vì cái người con gái mà có vẻ hiền thục nết na ở trước mặt mình lại là một con người nói dối trắng trợn, một cái người có thể là xảo quyệt tới mức như vậy. Rồi thì sau đó mọi chuyện cũng bại lộ rồi. Cái chị này á, cái bà chị ba này cũng bị đuổi ra khỏi nhà của anh Phát và cắt đứt liên lạc với ảnh luôn. Tới cái bữa hôm đó thì chị này chị đã đi lưu lang ở ngoài đường rồi, chị không có biết nơi nào chị đi hết. Chị cũng còn một số tiền trong người, nhưng mà với cái số tiền này chị bỏ trong vali, chị đi ở trên phố Sài Gòn mà cuối cùng thì chị cũng đã bị cướp giật. Mọi thứ nó cứ ùa tới với chị, không biết làm sao chị đã bị lên cơn điên điên khùng khùng vậy đó. Rồi chị cứ đi lưu lang lưu lạc hoài ở trên phố Sài Gòn đó, đi lưu lạc đâu tầm cả tháng trời, cứ lục sọt rác rồi ăn, hoặc ai cho gì thì bốc cái đó mà ăn thôi. Rồi từ từ chị cũng đã đi được về tới quê của mình, mà thấy con gái của mình vậy á, mẹ của chị ba còn rất là giật mình, và những người trong xóm cũng giật mình nữa. Vì chị ba bình thường bà đẹp gái, bà tươm tất làm sao, bây giờ nhìn bà y chang là một người ăn mày vậy đó, không có khác gì hết trơn á. Thì mẹ của chị ba cũng kêu chị vô nhà để mà mẹ của chị sẽ chăm sóc cho chị, nhưng mà chị không có chịu, chị không có vô nhà. Chị thấy mẹ của chị lợi là chị đẩy mẹ ra, rồi chị cứ đi lưu lang ngoài đường vậy đó. Chị cứ ngồi đầu này đầu kia giống như là một cái người khùng bị điên bị dại đó, không có khác gì hết trơn á. Cái người chị ba này cứ điên điên dại dại hoài vậy đó, cho tới năm tầm khoảng cái chị này 32 tuổi thì không biết làm sao á, người ta mới tìm thấy cái xác của chị ở bên một cái gốc cây. Thì kế bên gốc cây này cũng có một cái ngôi miếu nhỏ luôn nha, thì người ta đã tìm thấy cái xác chết chị vậy đó, rồi cũng trả về cho bà ngoại để mà bà ngoại chôn cất cho chị. Bà ngoại chôn chị ở kế bên cái mộ của đứa con chị luôn. Rồi thì cuối cùng người trẻ đã chết rồi, để cho mẹ của chị phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh như vậy. Và câu chuyện này tới đây cũng đã kết thúc. Thiệt sự mình được nghe câu chuyện này mà mình tức cực kỳ luôn. Mình không có thể nghĩ được tại sao trên đời này lại có một người mà ác được như cái chị ba này luôn ha. Quá là ác, quá là nhẫn tâm luôn. Thì câu chuyện này cũng đã khép lại trong cái tập truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu quý vị thấy hay nhớ để lại cho Như một nút like và bấm nút đăng ký để có thể theo dõi những video kế tiếp nha. Rồi ngay bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thiệt là vui vẻ cùng với gia đình của mình nha. Bye bye quý vị.